Quý khán thính giả đang trở lại với phần 2 của chương trình tin tức tổng hợp của đài IBC. Thưa quý vị, tin từ Nigeria, nghệ sĩ thân thiện với môi trường đã biến dép thành chân dung. Eugene Comboy, nghệ sĩ người Nigeria, biến những đôi dép sọ ngón bằng nhựa bị vứt bỏ thành những bức chân dung đầy màu sắc với nỗ lực giúp làm sạch môi trường tại quốc gia ô nhiễm nhựa đang phổ biến này. Bắt đầu như một nhiệm vụ ở trường đại học năm 2017, trở thành một công việc toàn thời gian cho Comboy, người có xưởng vẽ Abokuta tại bang Ogun phía Tây Nam đang đào tạo nghệ sĩ tương lai muốn tiếp bước của mình. Vào thời điểm đó, rất khó để những vật liệu nghệ thuật do vị trí của trường mình và giảng viên của anh yêu cầu anh tìm kiếm xung quanh môi trường của mình để tìm vật liệu độc đáo mang lại màu sắc mà anh mong muốn đạt được. Trong 4 năm qua, đây là những gì anh ấy đã làm, hoàn thiện nghệ thuật của mình và tạo ra những bức chân dung kích thước thật từ dép cao su, mặc dù anh đã tốt nghiệp chuyên ngành hội họa. Nigeria sản xuất ít nhất là 2 triệu rưỡi tấn chất thải nhựa hàng năm, theo số liệu của chính phủ, và một số trong số đó đi ra đại dương và sông ngòi. Comboy đã lấy nguồn vật liệu của mình chủ yếu từ những bãi rác và bờ sông, mang đến xưởng vẽ của mình, nơi anh ấy đã khử trùng và rửa sạch trước khi tạo ra bức chân dung. Chàng trai 30 tuổi cho biết, tùy vào độ lớn nhỏ tác phẩm, một tác phẩm anh có thể mất từ 1 tới 4 tháng để hoàn thành. Va chạm với tàu lửa ở Tây Đức, một trẻ thiệt mạng, một em bị thương nặng. Chính quyền địa phương cho biết là một đứa trẻ đã thiệt mạng và một em khác bị thương nặng hôm thứ Năm sau khi bị một đoàn tàu đâm phải dọc theo tuyến đường sắt ở thị trấn Recklinghausen, miền Tây của nước Đức. Tờ Bild cho biết các nạn nhân bị đoàn tàu chở hàng kéo lê hàng trăm mét. Nhân viên cấp cứu đã được gọi đến hiện trường gần một bãi hàng hóa cũ vào lúc 18 giờ giờ địa phương. Cảnh sát đã tìm thấy đường ray bằng đèn pin và bằng máy bay không người lái. Herbert Reul là bộ trưởng nội vụ bang Nordrhein-Westphalia nói với các nhà báo tại hiện trường: thật là kinh khủng, tàu hỏa va chạm trẻ em ở độ tuổi còn nhỏ như vậy. Những gì đã xảy ra ở đây thật là kinh khủng và hiện chỉ có thể hy vọng cha mẹ sẽ có đủ sức mạnh để vượt qua bất hạnh lớn này. Ông Reul nói, tại sao, đây đều là những câu hỏi mà chưa ai có thể trả lời và sẽ không giải quyết được gì hết. Cháy rừng ảnh hưởng hơn 700 hectare ở miền trung Chile. Vụ cháy rừng tại vùng Napo ở miền trung Chile ảnh hưởng hơn 741 hectare. Theo Trung tâm Ứng phó Phòng ngừa Thảm họa Chile, SENAPRED đã đưa tin. Tập đoàn Lâm nghiệp Quốc gia đưa tin hỏa hoạn tại Quilon đã thiêu rụi 6 căn nhà. Bộ trưởng Nông nghiệp Esteban Valenzuela đã nói những vụ cháy rừng xảy ra vì nhiệt độ cao, gió khô đến từ quần đảo Pampas của Argentina. SENAPRED đã kích hoạt báo động đỏ ở Chilean, Chilean Viejo và Curihue. Các hãng du lịch lữ hành Việt Nam trông chờ khách Trung Quốc trở lại. Các công ty du lịch lữ hành Việt Nam đang mong chờ làn sóng du khách Trung Quốc quay trở lại như trước dịch sau khi nước này dỡ bỏ các hạn chế đi lại, mặc dù vẫn còn những lo ngại về việc lây lan COVID-19. Theo như tìm hiểu của VOA, Trung Quốc là một trong những thị trường khách du lịch lớn nhất và chi tiêu nhiều nhất trên thế giới, và các quốc gia Đông Nam Á như Thái Lan, Singapore, Malaysia, Cambodia và Việt Nam là những điểm đến hàng đầu của du khách Trung Quốc. Riêng Việt Nam, theo như Tổng cục Du lịch, năm 2019, tức là trước khi Trung Quốc đóng cửa với thế giới bên ngoài để tập trung chống dịch COVID-19, nước này đã đón 5.8 triệu lượt khách Trung Quốc, chiếm 1/3 tổng lượng khách quốc tế. Kể từ ngày 8 tháng 1, thì Trung Quốc đã mở cửa trở lại sau khi 3 năm chống dịch, và ngành du lịch Việt Nam cũng như các hãng lữ hành đã có những bước chuẩn bị để đón lượng khách quan trọng này quay trở lại. Việt Nam hiện nay không đòi hỏi du khách Trung Quốc phải có phải xét nghiệm âm tính với COVID-19 mới được nhập cảnh, mà chỉ xét nghiệm những người có triệu chứng hay nghi ngờ mắc bệnh. Không riêng Việt Nam mà một số nước Đông Nam Á khác như Thái Lan, Singapore, Campuchia, Indonesia cũng có chính sách không phân biệt đối xử với du khách Trung Quốc như yêu cầu phải có xét nghiệm âm tính. Về nguy cơ dịch bùng phát trở lại tại Việt Nam với làn sóng du khách Trung Quốc, Trang Dinh dẫn lời tiến sĩ Trần Đắc Phu là cố vấn Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp Sự kiện Y tế Công cộng Việt Nam, cho rằng trong thời gian tới sẽ có biến động nhất định về số ca nhiễm COVID-19. Cháy xe bồn chở xăng lan sang 3 căn nhà. Chiều 3 tháng 2, xe bồn chở 23.000 lít xăng trên đường ở huyện Nhà Bè bất ngờ bốc cháy, lan sang 3 nhà dân khiến nhiều tài sản bị hư. Vào 1 giờ trưa, xe bồn chở xăng đầu trước tiệm sửa xe đã bất ngờ bốc cháy, phát ra nhiều tiếng nổ tại xã Long Thới, khói bốc cao hàng chục mét. Lửa cháy dọc ống nối theo vết xăng thoát ra lan vào tiệm sửa xe và hai căn nhà cấp 4 bên cạnh. Nhiều người dân sử dụng bình chữa cháy mini nhưng không thành. Tiếng nổ phát ra liên tục khiến nhiều người bỏ chạy ra ngoài tán loạn, một số phải đứng từ xa dập lửa và nỗ lực hết mình nhưng không thành.
Một người sống gần hiện trường cho biết và xe cháy khi đang chiết xăng. Nhiều xe chữa cháy cũng gần 50 nhân viên chữa cháy đến hiện trường. Cảnh sát phong tỏa 200 mét đoạn đường ngăn phương tiện lại gần để phòng nổ. Lính cứu hỏa kéo vòi rồng dập lửa, làm nguội bồn chứa xăng. Gần tới 2 giờ chiều, đám cháy mới được khống chế. Tại hiện trường, một phần xe bồn bị cháy đen, cây cối vỉa hè bị thiêu rụi, nhiều tài sản đã bị hư hỏng. Vâng, Salvador của Brazil đã kỷ niệm ngày Janvania, nữ thần biển. Lễ hội Imania diễn ra hôm thứ Năm là một sự kiện rất được ưa chuộng tại đất nước rộng lớn, đa dạng chủng tộc với 190 triệu dân này. Nhưng nó được chú trọng hơn cả ở bang Đông Bắc Bahia, trái tim của văn hóa Afro-Brazilian. Tại Salvador, thủ phủ của Bahia còn được biết tới với tên gọi là Rome của người da màu. Bởi 80% trong số 2,5 triệu người sống ở đây có hậu duệ châu Phi, lễ hội diễn ra trong ngày 2 tháng 2 đã thu hút hàng ngàn du khách mỗi năm. Mặc đồ trắng và đeo các vòng cổ sáng màu, những người mộ đạo sẽ tụ tập tại bãi biển Vermelha của thành phố và lên những con thuyền nhỏ đi ra biển để làm lễ dâng hoa. Các món quà tặng khác cho thần biển được đặt vào những cái rổ lớn và thả trôi trên biển gồm có gạo, nước hoa, nữ trang, lược, son môi và gương. Năm nay, các ngư dân Salvador còn mang ra biển với món quà là bức tượng của một nàng tiên cá đặt trong một vỏ sò, xung quanh là 40 viên bi, tượng trưng cho các hòn ngọc. Lễ hội Imania của Salvador khởi nguồn tại quận Rio Vermelho vào năm 1923 khi 25 ngư dân theo tín ngưỡng Candomblé đã làm lễ cầu xin nữ thần giúp chấm dứt tình trạng giảm lượng cá ở vùng nước ven bờ. Tại Rio, nơi truyền thống thờ Imania cũng rất mạnh, hàng trăm người đã tuần hành qua trung tâm của thành phố mang theo các rổ hoa trắng để thả chúng xuống vịnh Guanabara. Sau đó thì những người đi dâng hoa cũng sẽ trao đổi hoa quả và đổ nước hoa lên người nhau để được tẩy uế, đúng với nghi lễ của tín ngưỡng Candomblé. Tục thờ Imania được đưa tới Brazil trong thế kỷ 16 bởi các nô lệ Tây Phi và nữ thần biển này được cho là bắt nguồn từ văn hóa Yoruba. Thần biển cũng được tôn thờ ở nhiều nơi khác trên đất Mỹ Latin như Cuba, Uruguay, Argentina, Colombia, Venezuela và Panama. Thưa quý khán giả, và bản tin vừa qua cũng kết thúc chương trình tin tức tổng hợp sáng nay của đài IBC. Sứ ngôn viên Trang Lương và Tuyết Nha cũng như ban tin tức xin cảm ơn sự theo dõi quý báu của tất cả quý vị. Vâng, và xin gửi lời cảm ơn tới nhà bảo trợ BNT Insurance. BNT Insurance là một đại lý bảo hiểm cung cấp tất cả những hình thức bảo hiểm về xe, nhà, nhân thọ, cơ sở thương mại, bảo hiểm sức khỏe. BNT Insurance là một đội ngũ tận tâm, uy tín và chuyên nghiệp, cam kết sẽ mang lại cho quý vị những giá trị và lợi ích tốt nhất về bảo hiểm. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, BNT Insurance đại diện rất nhiều những hãng bảo hiểm danh tiếng như Nationwide, Amtrak, Safeco, Farmers, Travelers và cung cấp bảo hiểm cho các tiểu bang California, Texas, Nevada, Florida và Maryland. BNT Insurance có 3 trụ sở chính tại Bosa Avenue, Westminster, California. Số phone là 714-531-3100. Trụ sở thứ 2 tại Gavi Avenue, Rosemead, California. Số phone là 626-999-5865. Và trụ sở thứ 3 tại Valley Boulevard, San Gabriel, California. Số phone là 626-570-0342. Hiện tại, BNT Insurance đang có những chương trình giảm giá rất đặc biệt cho bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, cơ sở thương mại, workers' comp. Và có 35% bonus cho 401k rollover, quỹ về hưu, annuity. Quý vị nào bỏ tiền vô quỹ về hưu của mình 10.000 sẽ có 13.500 trong tài khoản. 100.000 thì sẽ được 135.000 trong tài khoản và guarantee không có mất tiền. Quý vị nào muốn biết thêm chi tiết xin hãy đừng ngần ngại mà gọi ngay cho BNT Insurance để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tuyết Nha và Trang Lương xin cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi chương trình và xin kính chúc quý vị một ngày thật vô lượng, an lạc, hoan hỷ bên con cháu và gia đình.